Quý vị và các bạn thân mến, do điều kiện làm việc ở trong phòng của tôi nó hơi thiếu ánh sáng một chút, xin nhắc lại là quý vị và các bạn hãy chỉnh cho màn hình thiết bị của quý vị sáng lên thì quý vị sẽ nhìn rõ tất cả những đồ vật mà tôi đang hướng máy quay vào. Quý vị và các bạn thân mến, thông thường thì nhắc đến hãng Marzahn của Nhật Bản thì người ta biết đến hãng này với phần lớn đó là âm ly với đầu đĩa, còn loa của hãng này thì được rất ít người biết đến. Hôm nay thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn để cho quý vị và các bạn có thêm một kênh tham khảo, biết thêm một thông tin nữa, và chúng ta có điều kiện được thẩm âm một đôi loa do hãng Marzahn của Nhật Bản chế tạo dành riêng cho thị trường Mỹ. Ví dụ như khi nói đến Marzahn thì người ta hay biết đến những model khủng bố như thế này. Ví dụ như đây là model 1250. Chữ âm ly có thể gọi là khủng long của hãng Marzahn. Quý vị thân mến, đôi loa này quý vị quan sát từ phía bên ngoài thì quý vị thấy rõ ràng nó có kích thước cũng vừa phải. Thùng gỗ ê căng bằng vải. Và quý vị lưu ý là đôi loa này còn rất là đẹp. Như ngoài những cái mép, đây chỉ là phía mép của nó đấy, nó do vận chuyển. Đấy, tôi nếu chúng ta muốn nó đẹp lại thì cũng xử lý rất đơn giản thôi. Tôi cũng chưa lau dọn thì quý vị nhìn thấy nó vẫn còn nguyên ám cả bụi bặm đây. Vì tôi mới bóc nó ra, còn nếu có điều kiện thời gian thì tôi sẽ lau chùi để cho nó đẹp đẽ hơn. Nhưng thế này tôi đã thấy nó đẹp lắm rồi, vì nó là loa cổ. Quý vị thân mến, đây là đôi loa của hãng Marzahn. Phía trước cũng như phía sau quý vị nhìn thấy tất cả thùng vách của nó còn rất vuông thành sát cạnh, rất đẹp. Trở kháng của nó là 8 ohm. Mã của nó là 30/300. Và quý vị thấy rất rõ là nó được lắp ráp và dành riêng cho thị trường của Mỹ. Như vậy đôi loa này hướng đến người tiêu dùng là nước Mỹ. Quý vị thấy rất rõ là tôi đọc trong website của hãng này thì những model như thế này thì chủ yếu họ tập trung chất lượng vào để cho nghe thể loại nhạc của Mỹ thôi. Ở Mỹ có những thể loại nhạc người ta có thể là đó là nghe những nhạc đồng quê. Quý vị thấy chiếc e căng của nó rất đẹp như thế này. Cái căng nó rất đẹp, cái lưới ở dưới khi cần tháo ra chúng ta cần cầm một cái đầu dây ta kéo nhẹ là nó ra thôi. Và quý vị thân mến, mặt của nó bọc da simili, nó có 3 đường tiếng, một bát 25, màng giấy gân xếp vải tẩm dầu chung và chép giấy gân xếp vải tẩm dầu Marzahn. Nó rất được trau chuốt, mặt bọc da simili. Có lẽ đôi loa khó có thể đẹp hơn, zin hơn được nữa. Rất hiếm. Đây là một đôi loa cổ, xin nhắc lại đây là đôi loa cổ. Quý vị nhìn tôi tháo cái căng. Cái căng còn rất đẹp, zin đến mức độ như vậy. Chúng ta kéo từ dưới thôi, là nó ra ngay. Bên này cũng như vậy. Nếu những đôi loa như thế này cùng tuổi với nó, cùng thời điểm với nó thì có lẽ là ít còn đôi nào đẹp như thế này. Zin tuyệt đối. Đặc biệt là gân xếp vải này thì chúng ta không thể can thiệp vào được. Mặt bọc da simili. Và đôi loa này thì nếu như quý vị nào mà thích nghe nhạc nặng bass đánh đùng 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 lên thì không nên chọn đôi loa này. Đôi loa này nó lợi chung và chép và giải bass của nó đánh vừa phải đủ để xử lý những toàn bộ giải trầm của bản nhạc. Chính vì vậy mà những quý vị mà có thói quen nghe đã bass đánh đùng 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 thì không nên nghĩ đến đôi loa này, mà những người mà nghe nhẹ nhàng, nghe mộc, quý vị chỉ cần nhìn qua cấu trúc của nó thôi là biết ngay là nó hướng đến nghe mộc. Quý vị có thể sử dụng băng cối rồi đĩa than,
thì nghe với nó thì thấy trường âm của nó sẽ rất tốt, thoáng, bay bổng. Và hôm nay thì tôi tạm ghép nó với trường âm ly suất âm tụ Sergut 7100 như đã giới thiệu rất nhiều lần. Và tôi ghép nó với đầu đĩa CD 228 ESD. Quý vị thân mến, ở phía dưới đây chỉ là một đầu CD và một chiếc âm ly để không, tôi không dùng đến đâu. Quý vị lưu ý, chỉ có một đầu đĩa và một âm ly này thôi. Và xin nhắc lại là đôi loa này được hãng Marzahn của Nhật Bản chế tạo dành riêng cho thị trường Mỹ để nghe thể loại nhạc mà người Mỹ ở thời điểm này rất thích nghe. Và đôi loa này có giá là 6 triệu đồng. Xin nhắc lại, đôi loa này có giá là 6 triệu đồng. Tiếng ca sĩ cất lên làm tôi giật mình. Nhìn đèn không gian đi hoang tìm kỷ niệm. Hôm nào mình ly biệt, anh dặn dò rằng mai mốt anh về. Rồi chờ anh bóng lẻ hòa châu yêu mắt bên trong. Màu đèn yêu thương rơi trên vùng đất mẹ, đưa anh tìm cuốn giặc, anh miệt mài làm lính giữ quê. Ôi đêm lo âu, ngọn đèn châu khắc khoải canh cầu, đêm lây lất thương tiếng kinh cầu. Ôi đêm trong gai, vạn người trai đốt lửa tương lai, hằng tay giết giặc nguyện thề làm tròn túi ngọc hôm nay. Giờ tiền nguyên đường trai in dấu chân tô, thì dù xa nhau anh đi vì tiên cuộc. Đêm đêm đèn châu đỏ anh nhìn mà lòng thương nhớ vơi đầy. Từ hậu phương viết tròn bài ca cho nước cho lòng chờ đợi. Như vậy là toàn bộ trung âm của nó tái hiện rất tốt chất giọng mũi của ca sĩ Tuấn Vũ. Ở giai đoạn này Tuấn Vũ còn đang rất sung sức và giọng hát rất sung mãn, khỏe. Nghe ca khúc này tôi lại nhớ đến khi tôi còn nhỏ thì thường có chiếc đài cassette và hay mở những ca khúc này của Tuấn Vũ. Ôi đêm trong gai và người trai đốt lửa. Ngày đó còn rất là nghèo, kinh tế khó khăn, cho nên là khi có được một cuốn băng cassette ghi lại giọng hát của Tuấn Vũ này thì thường là mượn nhau để khâu lại hoặc là mượn truyền tay nhau để nghe và nâng niu nó như là một món đồ quý giá vậy. Giờ tiền phương bước nguyên đường trai dấu chân tô, thì dù xa nhau đỏ
anh nhìn mà lòng thương nhớ vơi đầy. Từ Hầu Phương viết tròn bài ca tròn hướng cho em, tình mình hôm nay mang trang hoàng thế hệ như châu đêm hoa vàng. Em một lòng chờ và các bạn có nhu cầu mua đôi loa này xin gọi điện cho Cương Audio Lai Châu theo số điện thoại 0918 099 388. Xin nhắc lại, Cương Audio Lai Châu 0918 099 388, giao hàng toàn quốc. Quý vị lưu ý, đôi loa này có giá là 6 triệu đồng. Xin nhắc lại, đôi loa này đẹp tuyệt vời như thế này, zin tuyệt đối như thế này và nghe hay như thế này, có giá là 6 triệu đồng, một mức giá rất ưu ái. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.